quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 21 tháng 6 kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Và trong chương trình Mỗi tuần một chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến một nhà báo cây đa cây đề trong ngành truyền hình, một nhà báo Việt Hùng, một người không chỉ giỏi về nghề, vững về chuyên môn mà là một nhà báo cực kỳ tâm huyết, đặc biệt đào tạo rất là nhiều những thế hệ phóng viên trẻ, là một người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ để có được sức sống mới trong ngành báo cũng như là sức sáng tạo mới của truyền hình. Và ngày hôm nay thì câu chuyện với nhà báo Việt Hùng sẽ là một câu chuyện, những câu chuyện trong nghề và những câu chuyện tình cảm của nhà báo Việt Hùng với thế hệ phóng viên trẻ. Xin chào nhà báo Việt Hùng ạ. Rồi, xin chào khán giả. Rất là xúc động mà được tham gia một cái chương trình hết sức là đặc biệt. Tôi cũng chỉ là những người làm báo thôi, cũng không phải là những nhà báo cây đa cây đề gì cả. Nhưng tuy nhiên cũng có những cái thời gian 30 năm làm báo rồi. Nhưng nếu mà để tôi mơ ước mà tôi chọn lại, chắc chắn tôi vẫn chọn nghề báo, vì nghề báo thực sự là cũng đem lại cho tôi quá nhiều những cái cung bậc cảm xúc. Vâng, rất là khó để chúng tôi mời được nhà báo Việt Hùng, bởi vì nhà báo Việt Hùng thì luôn khiêm tốn rằng là không có thành tích gì, nhưng mà thực ra thì cái thành tích của nhà báo Việt Hùng thì đã được thể hiện rất là rõ trong các giải thưởng, với các bộ phim tài liệu, rồi những ký sự, những giải thưởng truyền hình của Liên hoan truyền hình. Không chỉ thế, còn được anh chị em trong nghề, rồi là đồng nghiệp, đặc biệt là các thế hệ phóng viên trẻ rất là ngưỡng mộ và luôn coi nhà báo Việt Hùng là một người thầy. Vì nói về truyền hình thì nhà báo Việt Hùng, tình cảm của ông dành cho truyền hình như thế nào ạ? Cuối thập kỷ 90 của thế kỷ 20 thì lúc đấy là thực ra là đối với mình, một sinh viên học âm nhạc ra trường, tốt nghiệp ra trường thì vì chúng tôi không được học chuyên nghiệp, không được học bài bản ngay từ đầu, thì đâm ra ngay từ đầu ấy, thì tôi cũng đã ý thức được cái việc đấy là do mình không được đào tạo nó bài bản, thì bắt buộc mình phải tự mày mò và tự học. Học ai? Học của những người đi trước, học của những anh em, bạn bè, và học ngay từ những cái cuộc sống. Cũng rất là may mắn là tôi khi vào làm báo thì tôi được làm việc này, được học việc này, rồi được cộng tác cùng với những cái thế hệ nhà báo rất là có kinh nghiệm, và cũng có cái hoạt động báo chí hết sức là có cái thành tích, ví dụ như là nhà báo Chu Sĩ Liên, nhà báo Tô Ngọc Thái, mà sau này là tổng biên tập báo Qua Bằng này, rồi nhà văn nhà báo Cao Duy Sơn, rồi nhà báo Lã Vinh, rồi rất nhiều nữa. Đặc biệt là trong cái những cái thời điểm đấy là nhà văn, nhà thơ, rồi nhà báo Trần Hùng cũng là những cái cộng tác viên hết sức là tích cực cho những cái chương trình phát thanh và truyền hình. Cuối những năm 90 thì truyền hình hồi đấy đối với một tỉnh miền núi như Cao Bằng thì còn đang là hết sức là khiêm tốn, và những cái chương trình nó rời rạc, nó chưa có một cái sự chuyên nghiệp trong cái việc là thực hiện cái chương trình truyền hình, mà chủ yếu hồi đấy là đài là phát thanh là những cái thế mạnh của những cái đài ở địa phương, đặc biệt là miền núi như Cao Bằng. Cái phát thanh ở đấy tôi vào thì tôi được giao nhiệm vụ là thực hiện cái chương trình phát thanh, và đặc biệt là cái đúng cái theo cái mảng là văn hóa văn nghệ dân tộc phát thanh. Chính vì những cái mảng thế và tôi cũng tìm tòi, và ngay từ khi làm những chương trình phát thanh cũng đã mạnh dạn, và thời điểm đấy rất là khó khăn về cả trang thiết bị, về cả con người, đặc biệt là một cái mô típ, một cái gì đấy nó rất là khuôn mẫu. Thì chính vì đấy tôi thấy là nếu công thức thì không đúng với ý tưởng của làm báo, và quan điểm của tôi là bằng cái cách nào không quan trọng, mà quan trọng là đưa được đến người nghe, người xem một cái hàm lượng thông tin nó lớn nhất và nó dễ nhất. Chính vì đấy là tôi đã hình thành những ý tưởng là ngay cả viết những cái tin cũng là những cái nội dung nó giống nhau. Nếu như là những cái hội nghị, những cái hoạt động nó giống nhau, thì nếu chúng ta cứ viết theo một cái mô típ đấy thì ngay cả chúng ta cũng tự thấy nó cũ và nó không có thay đổi gì cả. Đấy, tạo cái sự nhàm chán. Đấy, ngay cả từ bắt đầu từ những cái tin, cái bài trên phát thanh thì mạnh dạn thay đổi. Từ đấy là cũng được cái sự đón nhận, và đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ
hỗ trợ của các anh các chị đồng nghiệp và lãnh đạo của đơn vị lúc đấy. Thì cũng mạnh dạn sau đấy là tôi cứ cố gắng thay đổi dần thì tạo được ra những cái họ gọi là form, có như nó khác biệt của riêng mình và của chương trình, và đặc biệt là đài phát thanh truyền hình Cao Bằng cái thời điểm đấy gần như là trong khu vực cũng đã được đánh giá rất là cao trong cái hoạt động cái nghề ấy. Và cũng chương trình phát thanh đấy của đài phát thanh truyền hình Cao Bằng cũng đã giành được những cái kết quả hết sức là tích cực trong những cái cuộc thi rồi liên hoan của đài tiếng nói Việt Nam hàng năm. Chính đấy là những cái nguồn động viên hết sức là lớn và để tôi tiếp tục sau này có thêm những cái bước trong cái nghề. Và hôm nãy là MC Anh Nguyên cũng có nói chuyện là ngoài cái việc là tôi cũng đã có những cái đóng góp nhất định, có những cái thành quả nhất định trong cái hoạt động nghề nghiệp, và đặc biệt là tôi truyền cảm hứng và tôi rất quan tâm đến phóng viên, đặc biệt là những cái thế hệ trẻ. Thì chính vì tôi thấy là tại vì chính rút từ bản thân ra, lúc đấy nếu như mà tôi ra bước vào nghề ấy, mà không được những cái sự động viên của anh em đồng nghiệp, thậm chí là chỉ là một lời thôi, thì chắc là tôi không có ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì bây giờ chính vì thế là vì tôi là người ở ngoại đạo đối với báo chí mà tôi vào mà như thế, thì đến bây giờ các bạn trẻ ở học rất nhiều những ngành nghề nó khác nhau mà bước chân vào nghề mà tôi đấy, tôi chỉ chưa giúp được gì nhiều, nhưng ít nhất là tôi cũng muốn là thắp được cái ngọn lửa đam mê của anh em phóng viên trẻ. Và ngay sau đây thì xin mời nhà báo Việt Hùng cùng với quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một đoạn clip để xem là những thế hệ nhà báo phóng viên trẻ nói gì về nhà báo Việt Hùng. Đó là tâm huyết, sáng tạo và khiêm tốn. Đổi mới, nhiệt huyết và tạo điều kiện. Quan tâm, động viên và chia sẻ. Đổi mới, tình cảm và nhiệt huyết. Với nhiệm vụ được giao là dẫn chương trình các bản tin vào buổi sáng, khi đó là chương trình Chào Ngày Mới với thời lượng là 30 phút. Ở chương trình này thì cái phương thức tương tác cũng như là nội dung, góc nhìn là hoàn toàn mới mẻ. Với tôi khi đó là một cô bé mới 21 tuổi và lần đầu đứng trước máy quay thì đó là một thử thách rất là lớn đối với tôi. Nhà báo Việt Hùng đã luôn sát cánh, chỉ dẫn, động viên cũng như là khích lệ, và đặc biệt là dành cái sự tin tưởng cho tôi nói riêng và các bạn trẻ nói chung. Thì trong những chuyến đi công tác, chú hướng dẫn tôi rất nhiều về những cái chuyên ngành mà tôi phải học ở trường, và cũng không phải là học ở trường ra là có thể làm việc được ngay. Nhờ chú hướng dẫn qua các buổi công tác với chú, và bây giờ tôi có thể tự một mình có thể đi làm được. Sau này thì có thể tôi đã gặp được những người lãnh đạo cũng rất xuất sắc, nhưng mà để nói về những cái người lãnh đạo đầu tiên mà dẫn dắt mình vào nghề thì cá nhân tôi không bao giờ quên. Khi mà chúng tôi mới ra trường, khi mà mới vào đài, chắc là không chỉ riêng chúng tôi mà cả một cái phòng đấy hầu như là toàn là người trẻ hết, thì chú Hùng đã là cái người mà truyền cảm hứng, truyền năng lượng và cũng như là phải nói là dìu dắt chúng tôi đi từ những bước đầu tiên để làm trong cái nghề báo như này. Thì tôi cảm thấy là nói là một người thầy thì nó vẫn là chưa đủ đối với lại nhà báo Việt Hùng. Cứ mỗi khi cận Tết thì là thời điểm mà anh em cũng như là ekip của chúng tôi làm việc rất là vất vả và hết công suất. Làm việc đến 11, 12 giờ đêm là chuyện rất là bình thường. Và khi tan ca và trên đường trở về nhà thì tôi có thấy một chiếc xe máy đi đằng sau mình. Và tôi nhận ra đó là nhà báo Việt Hùng đã đi theo đằng sau để đảm bảo cho sự an toàn của nhân viên của mình. Và đó là một cái kỷ niệm mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên. Khi tôi chưa hề biết flycam là chưa biết điều khiển, chưa biết flycam là gì. Thì trong một lần đi công tác, chú Hùng có đưa cho tôi một cái flycam và bảo hôm nay
cháu bay flycam đi để nó đổi mới về hình ảnh. Hồi đấy ở đài truyền hình cũng chưa sử dụng về hình ảnh flycam đâu cả. Và lúc đấy tôi cũng rất là bỡ ngỡ và rất là run khi điều khiển một cái thiết bị hiện đại thế. Và sau ngày hôm đấy tôi đã cố gắng và đến bây giờ tôi sẽ có rất nhiều bức ảnh và rất nhiều các tác phẩm đẹp về quảng bá Cao Bằng bằng flycam. Khoảng 5 giờ sáng thì có một trận lũ lớn thì làm sập một vài ngôi nhà. Thì chú gọi cho tôi và cháu đến đấy tác nghiệp đi. Thì nó cũng rất là gấp, thì tôi cũng không chuẩn bị gì cả thì cũng ra hiện trường và thực hiện một vài phóng sự về cái sự nguy hiểm của bão lũ và nó đổ đến rất là bất ngờ. Thì tôi có nói là cháu chưa làm cái này bao giờ chú ạ, tại vì lúc đấy tôi cũng vừa vào nghề và cái sự việc nó rất là gấp, tôi cũng không nghĩ nhiều. Thì thôi có gì về thì chú góp ý thêm cho cháu. Thì rất may là về thì những tác phẩm của tôi thì đều được sử dụng. Thưa nhà báo Việt Hùng, là chúng ta vừa xem một đoạn clip các bạn trẻ, những thế hệ nhà báo trẻ do nhà báo Việt Hùng đào tạo ở phòng văn nghệ giải trí của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng cũng đã chia sẻ một số những cái điều mà mọi người cảm nhận về nhà báo Việt Hùng, đó là thân thiện, hòa đồng, truyền cảm hứng, sáng tạo, đổi mới, tâm huyết. Và khi mà mọi người chia sẻ những kỷ niệm về nhà báo Việt Hùng thì có những cái kỷ niệm rất là ấn tượng, như là ngay khi bước chân với vào đài được một thời gian rất là ngắn, nhưng mà trưởng phòng, lúc đấy là nhà báo Việt Hùng là trưởng phòng của phòng văn nghệ giải trí, đã tạo điều kiện cho mọi người đi làm đi, lên hình đi, quay phim đi, mặc dù là mọi người chưa có một kinh nghiệm gì cả, vừa mới ra trường tập tành bước những bước đi đầu tiên thôi, nhưng mà bọn cháu vẫn gọi là chú Hùng tạo mọi điều kiện để cho mọi người có thể thể hiện được bản thân mình. Thực ra là không phải thể hiện bản thân mình, bởi vì lúc đó thì đâu có gì để thể hiện đâu, chưa có một cái gì để thể hiện cả, nhưng mà để cho mọi người có một cái mạnh dạn là cái đấy mình cũng làm được. Đối với những cái phóng viên trẻ là đầu tiên mình phải tạo được cái cảm hứng, tạo được những cái không sức ép lớn với công việc nhưng rất là thân thiện các bạn, vì nói thật ra là không ai hoàn hảo cả và không ai có thể là làm được tất cả mọi việc cả, nhưng cũng không có nghĩa là không thể không làm được những việc vì chưa thử, và đặc biệt là chưa thử thì chưa biết được, và quan trọng hay không ý, là có dám cho mọi người tự tin thể hiện không. Lúc đấy thì nhà báo không sợ là nếu như mà đưa những cái người mà mới tập tành vừa mới bước những bước chân đầu tiên ra để tiếp cận với lại rất là nhiều những cái đối tượng làm việc với các cơ quan ban ngành này, rồi làm việc với người dân, thì nhỡ đâu mà có những cái sai sót, rồi là tập tành lên hình thì cũng chưa có kỹ năng gì cả. Vậy thì lúc đấy thì nhà báo có sợ là cấp trên họ đánh giá, rồi là những người mà làm việc thì họ đánh giá là tại sao lại cho những cái phóng viên còn non nớt như thế này để thực hiện các chương trình mà chưa có sự kèm cặp không ạ? Tóm lại là phải dám đổi mới, dám thay đổi. Thì đã dám thay đổi mà có một cái câu chuyện đến bây giờ tôi vẫn thấy hay, đó là nếu không làm ấy thì nó chẳng có sai sót gì cả. Phải làm đi, nếu không làm là nó còn kéo tụt cái sự phát triển. Cái đấy nó phải làm thì có sai thì chúng ta mới có sửa đấy, chứ còn sai có nghĩa là nó chưa đúng đoàn thì mới cần những cái người đi trước là để hướng dẫn. Và trở lại câu chuyện ý, không phải kiên cưỡng trong cái việc là cứ giao việc theo cái kiểu rất là nguyên tắc là giao cho các bạn trẻ, và mình đặc biệt là mình đã giao ấy, thực ra là sức ép đối với người quản lý còn nặng hơn. Đấy, vì các bạn mới ra thì các bạn chưa có kinh nghiệm. Nhưng tại sao mình có kinh nghiệm mà mình vẫn để ra thì cái việc đấy mới là cái sức ép. Ví dụ là đi tác nghiệp đấy thì ở từng cái môi trường như nào thì chúng ta sẽ có những cái hướng nào, thì chính vì đấy mới lại cần những cái kinh nghiệm. Thì lúc đấy chia sẻ với các bạn phóng viên trẻ là cách đi tiếp cận nó như nào và cách trao đổi nó ra sao để có thể thành công được một cái đề tài. Cái ứng xử mới là cái quan trọng. Còn những cái kiến thức thì các bạn đã học ở trường nó được chuẩn chỉ rồi, nhưng cái thực tế ứng xử thì lại đang cần những người đi trước. Chính vì đấy là chỉ giúp các bạn về cái ứng xử, về cái tổ chức triển khai một cái đề tài đấy như nào để thành công, thì câu chuyện đến tiếp cận nó như nào, câu chuyện liên hệ với cơ sở ra sao, thì cái đấy lại rất cần. Thì lúc đấy mình chỉ giúp các bạn những việc đấy thôi. Tóm lại là chỉ đúng chỗ, và quan trọng nhất là các bạn làm đi.
về vẫn mình vẫn phải luôn luôn ở bên cạnh các bạn, chứ không phải tung ra một cái chuyện là các bạn cứ làm đi rồi sai nữa lại đổ cho, thì không ai dám làm cả. Đến ngay cả bây giờ, nếu tức là giao đấy trách nhiệm của người phóng viên là một phần, những người biên tập viên và những cái đặc biệt lãnh đạo quản lý hết sức quan trọng. Và đến bây giờ ấy, mà trong các lĩnh vực luôn và báo chí ở các loại hình luôn, và tại sao lại sợ nhất là không mạnh dạn, không dám đổi mới, thì câu chuyện báo chí là nó xưa cũ, thì chính là cái đấy đang làm cái vấn đề trong cái hoạt động báo chí. Chính thế là chúng ta cũng phải, tại sao là luôn luôn phải sáng tạo, luôn luôn đổi mới. Và tôi nói là làm sao truyền cảm hứng cho các bạn rồi, nhưng mà làm được những việc đấy thì cũng phải cần cái sức trẻ của các bạn, nhưng phải cần những người đi trước để hỗ trợ dẫn dắt cho các bạn. Đâm ra là hồi đấy có giao cho các phóng viên trẻ rất yên tâm, và mình thích làm việc với những cái phóng viên trẻ vì họ có nhiều ý tưởng, có nhiều những sự sáng tạo. Vấn đề mình là người quản lý, mình là người giúp đỡ, mình là người đi trước, có tạo điều kiện hay không để cho anh em phóng viên trẻ sáng tạo không. Chính vì thế mà sau khi vượt qua được những cái mà họ gọi là rào cản, những cái mà sức ép thế, thì câu chuyện những cái bạn kể cả MC Hạnh Nguyên giờ và những cái bạn đã và đang công tác ở ban văn nghệ của Đài Truyền Cao Bằng nhỉ, thì bây giờ các bạn hết sức tự tin, đúng không ạ, và hết sức chủ động, vì bắt buộc phải chủ động thì mới làm được việc. Nó khác với cái việc là ông thụ động, và để giao cái việc thì như một cái họ gọi là viên chức báo chí thì không được. Đấy là câu chuyện của tất cả mọi người đã chia sẻ, mà quý vị đã xem trong clip vừa rồi, rất là khách quan từ nhiều người chứ không phải từ một người. Thế nhưng mà riêng về cá nhân Hạnh Nguyên thì đúng là nhà báo Việt Hùng là một người thầy, có thể nói là một người thầy đầu tiên trong nghề, vì là trước đây thì Hạnh Nguyên cũng đã học được đào tạo bài bản ở trường báo chí, thế nhưng mà tất cả nó cũng chỉ là trên lý thuyết và sách vở thôi. Cái quan trọng là khi mà ra thực hành nó có rất là nhiều cái khác so với là những cái gì mà mình học. Và khi mà bắt đầu vào cái môi trường báo chí thì cái quan trọng là cái như nhà báo thường nói là cái giao tiếp, cái ứng xử. Nhà báo Việt Hùng đã dạy cho anh Nguyên ngay từ những cái đầu tiên là đến gặp một người mình phải xin số điện thoại. Và đấy là một cái bài học đầu tiên mà cháu phải ghi nhớ. Cháu phải có được những cái mối quan hệ để sau này cháu làm việc dễ hơn. Rồi là tất cả mọi người thì đều nhớ một cái câu mà rất là quen thuộc của nhà báo Việt Hùng, nói là cứ làm đi. Luôn luôn là lên phòng lúc nào cũng nói là cứ làm đi, các cháu cứ làm đi. Đặt hoàn toàn sự tin tưởng. Có thể là chú Hùng rất là biết cái năng lực của các cháu đến đâu, bởi vì tất cả đều còn rất là non trẻ. Thế nhưng mà chú rất là động viên, và cái thực sự là cái đấy mới là cái quan trọng. Nói đây thì cũng rất là xúc động, vì là cái người thầy đầu tiên của mình ý, bao giờ cũng là người truyền cảm hứng cho mình rất là lớn. Thực ra Nguyên chia sẻ đấy thì thưa rất ngại, chúng ta đúng là ngay cả các bạn hiện tại bây giờ đang là công tác báo chí thì cũng rất ngại nói về mình. Thường là mình nói về mọi người thôi cái đấy, nhưng mà quan điểm như Hạnh Nguyên vừa chia sẻ thì đến bây giờ quan trọng nhất là anh em phóng viên đã rất là vững trong cái nghề. Từ những cái việc đấy vững trong nghề thì các bạn tiếp tục để phát huy thêm, và quan trọng nhất là bây giờ truyền được cảm hứng. Thế vẫn nói với các bạn trẻ là bây giờ làm báo nói chung ấy, đặc biệt phát thanh truyền hình thì nó là người sáng tạo nội dung, thì các bạn phải luôn luôn nó thay đổi, đừng bao giờ để những cái sự gì đấy nó gọi là thành một cái nếp, thành một cái gì đấy nó nhàm chán để nó cho em. Thì ngay cả câu chuyện đấy thì bây giờ thấy là các bạn đang làm rất là tốt, mặc dù đã xa cái cơ quan đài rồi, cũng không trực tiếp làm báo cùng với các bạn rồi, nhưng mà thấy là từng cái bước trưởng thành của nhìn chung của đội ngũ báo chí của tỉnh Cao Bằng qua những cái kỳ thi rồi liên hoan phát thanh truyền hình cũng như là thi những cái giải báo chí đã đạt được những cái kết quả hết sức là tích cực. Và đặc biệt là những cái bạn trong cái hoạt động trong lĩnh vực phát thanh truyền hình thì cũng đã có được những cái thành tích. Và tôi xin
nhân cái kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam này, xin được cá nhân thôi được chúc mừng đến các bạn đã đạt được một số những cái thành tích trong sẽ được vinh danh trong cái giải báo chí lần thứ nhất của tỉnh Cao Bằng năm 2023, và cũng mong là đây cũng chỉ là cái bước khởi đầu thì các bạn tiếp tục đạt được những cái kết quả nó cao hơn nữa, và những cái giá trị của những cái tác phẩm nó sẽ lan tỏa làm sao nó hướng đến cái cộng đồng nhiều nữa, thì cái đấy cũng là cái mong muốn trong cái ngày lễ kỷ niệm hết sức là ý nghĩa này. Thay mặt cho những thế hệ nhà báo trẻ thì xin được cảm ơn nhà báo Việt Hùng đã có những lời chúc mừng và ghi nhận sự cố gắng của thế hệ trẻ trong cái giai đoạn mới hiện nay, và cái bài học mà nhà báo Việt Hùng để lại cho thế hệ phóng viên trẻ của riêng Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng thì chúng cháu sẽ mãi ghi nhớ và luôn nghĩ rằng và luôn trong tâm niệm rằng là làm báo, đặc biệt là làm truyền hình phải sáng tạo, phải đổi mới, đặc biệt là luôn phải yêu nghề, luôn tâm huyết và giữ một cái trái tim nóng bỏng với truyền hình thì mới có thể cho ra đời được những sản phẩm báo chí, những sản phẩm truyền hình đáp ứng được cái thị hiếu của công chúng cũng như là yêu cầu đổi mới của báo chí hiện đại. Một lần nữa cảm ơn nhà báo Việt Hùng, người thầy rất là đáng trân trọng của thế hệ nhà báo trẻ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn nhà báo ạ. Xin cảm ơn MC Hạnh Nguyên và cảm ơn các bạn trẻ, những bạn phóng viên đã và đang và rồi sẽ còn nhiều thế hệ phóng viên trẻ nữa lại tiếp tục phát huy những cái truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và những cái hoạt động báo chí phát thanh truyền hình trong những năm qua, và sẽ chắc chắn với những cái kiến thức, với cái tâm huyết, với những cái mà sáng tạo của các thế hệ nhà báo trẻ hiện nay, với cái hỗ trợ của công nghệ thông tin rồi những cái loại hình báo chí nữa, chắc chắn đây khẳng định sẽ đạt được những cái thành tích tốt hơn nữa trong cái hoạt động báo chí, và xứng đáng là những cái chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng cũng như là thông tin tuyên truyền. Xin trân trọng cảm ơn Hạnh Nguyên, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của khán thính giả. Cảm ơn nhà báo ạ.